nay sáng sớm nay chồng mình lại ăn quán nè, ăn thức quán rất là ngon nha bà con, có nhiều món ngon lắm. Sao không có ít là được rồi. Đây mình đang ngọt sắc hoa. Xin chào cả nhà, bữa nay mình đang ở Quốc Trầy nha, mình ăn quán ăn túc, ăn món bò né, còn mình dâu mình thì ăn bún xào chay, còn ông xã thì đang đợi để ông đi không biết ăn cái gì nha. Thôi mời cả nhà ăn thử đồ của mình ở đây nha. Đây sáng mình kêu món bò né nha bà con, đó mới đây ra rồi đó, hình con bò đàng hoàng nha. Cái này nó luôn. Không, soi mặn cánh gà đi ra được. Bữa nay à? Cho ly nước cam. Giờ lấy đi giống mồi mươi à? Hả? Giờ lấy em giống mồi mươi à? Wow, ngon quá. Bún này bún gì con ấy? Bún xào. Bún xào chay. Wow, dẫn nha, dẫn nha. Này cũng dầu mà đặt chay nè đó. Không có ăn được sao ngộ nha. Một năm á, một năm á cái tôi lên chọn cái đại ăn được. Hai cái đi vô đó chơi. Ờ cũng thấy nhỏ. Vô được giấy mà hỏi nó vô ai là ủa mình lại lấy cho nó chiếc đó. Ủa nó đi cho nó đi. Mời cả nhà ăn với mình nha. Từ đó bây giờ cũng như mình bỏ lâu rồi đó. Chứ nữa mình lâu lâu mình lên một năm mình lên là chấm gì cũng được. Cái gì hết tôi ghét rồi đem giờ không có chơi. Để cho ăn mà chả thật. Cái kiếp đó chấm nha. Thôi chứ. Để ngoài luôn. Bỏ luôn chứ. Không, chúng ta coi lấy năm gì lên nữa. Cho anh để lên trăm hai trăm ngàn là phải quá. Mấy người đó nói sao tôi hay vậy. Bỏ luôn rồi. Đây để miếng ớt vô ba bà con. Nóng dữ lắm vậy này. Mời bà con ăn bò né với mình nha. Ngon. Nhưng mà cái dân cũ hồi xưa đi cái chào tôi chơi là thì đi băng hết trơn thật ra mà lần đầu tiên mình mới ăn cho bà con mà ngon lắm. Cái này mình coi ở Việt Nam mình thấy nhiều bạn ăn lắm, chưa từng ăn nha. Đợi em cái đây anh Liêm ăn cơm nếp xôi nha bà con. Bữa rồi. Đó đẹp nhất rồi cháu nghe em nghĩ ớt với nước tương á, cái món chỉ yêu của anh đó là ớt với nước tương đó, cơm nếp xôi nha bà con. Rồi ăn nè anh. Rồi, xin mời cả nhà ăn với mình nha. Ở đây chắc là ngon quá. Bò né ngon, anh ăn thử không? Ngon. Trắng gì đi. Được quá con, bún ngon lắm không? Vừa ăn không? Vừa ăn, tốt luôn à. Ở đây có đồ ăn chay cũng ngon lắm nha bà con.
Tại vì gia đình nhiều khi mình có ăn chay ăn mặn á, đây nó có đồ chay đó. Ở đây nhiều món ngon lắm của Việt Nam mình nha. Liêm cái con nhỏ này nó hùng ra cho mẹ cũng đi. Bạn với chế hả? Cái cô. Gà hàng được cũng mới nha bà con, mới đổi chủ nè. Ngon, bò nén ngon. Xôi ngon đúng không anh? Xôi ngon. Xôi ngon. Xôi ngon phải không? Ừ. Anh Liêm có ăn xôi thì ngon lắm nha bà con. Mới đây ông đá lắm, rất là đắt. Hình như người Việt mình ai cũng qua đảo giúp nhau đổ tuổi cho xuống chi mất nè. Tôi là đúng tuổi luôn á. Để hồi bà nội ăn cho. Để hồi bà nội ăn cho. Ok, để hồi bà nội ăn bún tiếp cho. Thôi mình ăn được cho bà con hết. Cái này ngon quá rồi. Xong rồi bây giờ ăn luôn cái con chánh đúng của cháu mình nữa nè. Bà lấy gói. Ngon. Chút ngon chứ không phải. Cái gì anh? Cái gì chút không mà bố? Chút không mà hiểu. Nó muốn ăn cục canh bạc. Để ăn ra ngon. Ngon bạc còn ngọt bỏ nén. Ngồi ra làm cuốn không giòn, bắt cuốn không kéo ngoài rồi. Mà mình sao quá. Nội giống cái này nè. Kìa. Hình như ta ngồi kiểu nào cũng bị kéo ngoài hết trơn á. Phải vậy. Rồi mời bà con ăn bún mình đó nha, xào chay ngon lắm nè. Ngon. Để miếng ớt không? Ngon, ngon. Bò né ăn ớt luôn nè, ngon chứ. Cái cô chủ hỏi ngon không? Ở đây chắc là đồ ăn ngon rồi, tại xôi cũng ngon. Ông xã cũng ăn ớt luôn nè. Bánh lăng nghe mà cháu nó để rau cả. Ăn xưa đẹp lắm. Ở đây cho bà nội cho con ăn đi sớt nha. Rồi, rồi, rồi lấy đi cho em. Đây mời cả nhà ăn với mình cái ly này nha, bánh lăng nha, bánh lăng mà em nó để cái gì vậy đây. Giống như cốm vậy bà con ngon lắm. Là dừa. Cái dừa đem em quên là gì? Chuyên giáo, chuyên giáo. Có cà phê sữa luôn, nó ngon lắm bà con. Mời cả nhà ăn với mình nha. Ngon thiệt là ngon vậy đó. Ừ.
Dạ mà ăn được hả? Cháu nội mình cũng thích ăn bánh lăng với cục dừa hả con? Bánh lăng với cục dừa ngon lắm mà con, ở tiệm này thì ngon lắm. Sao tiệm mẹ mua cái gì hả? Anh Tuốt. Quán Anh Tuốt nằm ngay góc đường cặp bên tiệm Lô Tô nha bà con. Đối diện bên kia thì là chỗ cắt mắt kiến á. Để hồi mình quay cho bà con ở Mẹ Bình mình biết đường đi là ngon lắm, có mà nhiều món ngon nữa, nãy mình ăn bò nát cũng ngon lắm. Có chả cá nè, có bún chả cá, rồi có bánh tráng trộn, có bán hột vịt lộn. Thèm món nào ra đây đủ món Việt Nam hết. Để chút mình ra cửa, chiếc cửa mình quay sơ cái quán cho bà con coi nha. Rồi tới đây mình xin kết thúc video nha bà con. Có thích thì cho mình xin một like và ủng hộ mình nha. Mình đặt cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye. Đây món hấp dẫn mà nha bà con. Đây, đây hồi nãy mình ăn món bò né. Có bò né nè. À, có bò né. Hình như cũng nhiều món lắm nha, bò né xúc xích. Bò né xúc xích. Ăn qua đây rồi. Bún chả cá cũng ngon lắm nè bà con. Bún chả cá cũng hấp dẫn lắm nè. Để mình giới thiệu bà con cái món hấp dẫn nha. Bún nem nướng. Bún nem nướng rồi. Qua đây là gì đây? Bánh canh. Có bánh canh cũng ngon lắm. Bánh canh, bún riêu. À, có bánh tráng trộn nữa nha. Bún chả giòn này. Bún chả giòn. Ok. Rồi ở đây có ốc nha bà con, tôm, tất cả bún gì, bún đậu, mắm tôm đặc biệt để có luôn. Wow. À có gỏi đu đủ nha, gỏi đu đủ, tôm thịt, tai heo. Wow. Mấy món hấp dẫn ngon bà con. Ở đây có trứng hột vịt lộn nữa nha bà con. Đã không? Đặc biệt là có trứng hột vịt lộn nữa nè. Đó. À, có bán bò biết nha, rồi bánh tráng trộn nữa nè. À, công cháy. Đây công cháy. Cái gì cái này cũng là phô mai á con, bắp xào phô mai que 5 đồng 2 que chắc ngon lắm nè con, chả thấy ngon lắm nè. Đó chả rồi lên đây phá lấu, có phá lấu thêm nữa nè. Wow, có đồ có phá lấu nữa nè, rồi hộp vịt lộn mà có phá lấu nữa nè. Phá lấu với đặc biệt có bánh bột chiên nha. Đó, bánh bột chiên. Wow, nhà hàng này nhiều đồ món ăn ngon lắm nha con, nhiều đồ ăn lắm mà mình đang thử 3 món là rất thành công rồi nha. Đó có hộp trứng cút rang me nữa nè, thấy không vị đây. Trứng non, trái trứng non xào me, mình nói lộn không con, trứng non xào me. Đây trứng non mà xào me. Wow, nghe hấp dẫn nha. Con điệp xào nữa nha. Rồi đặc biệt là có bánh này ngon nha. Với mấy cái ăn tráng miệng á, đồ tráng miệng ngon lắm bà con. Đồ tráng miệng ở đây mình ăn ngon lắm. Ăn rồi, đồ tráng miệng ăn rồi. Đó, bà con có ở Mẹ Bình có rảnh tới đây ăn thử đi. Đồ ăn rất là ngon nha. Ngon, mình ăn mình thấy ngon. Hình như có ốc móng tay nữa nè. Đúng rồi, có ốc móng tay nữa nè. Có ốc móng tay nè, sò ốc. Có đồ hạ ốc sò đồ nhiều lắm nha bà con. Rồi tới ăn thử đi. Để ngồi mình cho địa chỉ, để địa chỉ cho bà con biết địa chỉ cho bà con lên ăn. Ở Mẹ Bình.